thưa quý vị, dạo này tôi cũng chuyển qua buôn bán, kinh doanh chút để kiếm thêm tiền. Trong những mặt hàng thường thường tôi bán là tôi bán các loại dầu ăn. Tôi bán rất nhiều loại dầu ăn của nhiều hãng khác nhau. Nhưng từ lúc tôi biết được dầu ăn Mesan, tôi lập tức tôi ngưng mua những cái dầu hãng khác mà chỉ bán độc nhất dầu ăn Mesan. Dầu ăn Mesan này tại sao? Tại vì rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Dầu ăn rất là cao cấp, gồm có dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu mè thơm, rất tốt cho sức khỏe. Quý vị chắc không tin lời tôi nói chứ gì. Nếu quý vị không tin, quý vị cứ thử đi. Mua dầu Mesan về, có Mesan nấu mê ngay. Bây giờ để cho mừng cái kinh doanh tôi càng ngày càng phát đạt, quý vị có thể cùng tôi hát một bài hát thật là sống động bằng cách ủng hộ, vỗ tay đều với tôi nha. 2, 3 đều, go, 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 hey, hey. Biên cương lá rơi thu hạ em ơi, đường dài mịt mùng anh không đến nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh, hết cây chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Ở bên người ấy em sẽ không buồn đâu, ở bên cạnh tôi em sẽ đâu tựa lừa. Trời đất ơi, cái thằng cha chính lùng là từ ngày tôi mở quán là chả dọn nhà kế bên nhà tôi. Ngày nào chúng hát ba cái nhạc sầu lao hết trơn rồi. Nè chính lùng, tôi ngày nào tôi cũng chửi ông, không có lỗ tai ông nghe hả? Tao có cả hai tai, nhưng mà tao giả bộ không nghe mày. Ông hát gì mà nghe được không chính? Ông hát gì hàng xóm nào chịu nổi hả? Chắc tôi phải dọn ở chỗ khác quá. Chỉ còn gần nhau một giây nữa thôi, một giây nữa thôi là hai giây rồi. Đó, hát gì mà nghe được? Ông bước vào đây, bước vào đây nói chuyện với tôi. Bước đây. Cái gì mà chửi tôi hoài vậy? Trời ơi. Gì? Nhìn gì? Sao? Hình ông hả? Đừng có giỡn. Mặt ta đẹp quá mà. Mặt này trời ơi. Nè, bỏ qua, đừng có đụng vô cái đồ làm ăn của tôi nghe chưa? Ôi à, nãy giờ nghe đứng nói chuyện dầu thơm gì á hả? Dầu ăn cái dầu thơm gì? À, ai biết đâu. Tào lao. Nè, sao tại ngay tôi khoan qua. Gì vậy? Trời đất ơi. Nè, thấy nói đúng không? Gặp cái là thấy chướng rồi. Chướng không gì? Ăn mặc kỳ cục vậy hả? Ừ. Bằng quần tây, bỏ áo vô quần đàng hoàng. Quần sao chuyện xăng lên vậy hả? Hả? Còn cái quần này kéo cao tới vú. Giỡn hả? Sao mắc cười quá. Mắc cười gì? Mỗi người một phong cách thời trang. Sao? Nè, ăn mặc vậy chứ ra đường ai gặp cũng kêu ô, fashionista. Ông coi lại mình đi nha. Tôi sao? Nói người khác là phải nhìn lại mình. Sao? Không có ông già nào sắp chết mà mặt hồng cánh sen. Bóng muộn màng hả? Nè nè nè, tôi không có giỡn với ông nha. Tại sao ngày nào cũng hát ba cái nhạc tào lao ở nhà tôi chứ? Nhạc gì? Nhạc tào lao hả? Cái nhạc của ông hát á là nghe không có chiều sâu, hiểu chưa? Hát sao là nó sâu, xuống dưới hát cho nó sâu hả? Mỗi người một phong cách nhạc khác nhau, mỗi người một thể loại. Mình già nhưng mà tâm hồn mình trẻ chung, mình hát nhạc trẻ cho chi, cho nó phơi phới, nó trẻ chung, cho nó mơ mởn. Già mà hát nhạc già riết ở mặt chảy xệ không? Y sao trùng hợp vậy? Nè, không có giỡn nha. Như tôi á là phải hát những cái bài hát, hát lên ai cũng biết. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà, Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, chuyện tình Lan và Điệp, những cuộc tình bất hủ, hát lên ai nghe đều biết. Võ Đông Sơ Bạch Tu Hà giờ cũng chia tay. Sao? Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài giờ cũng chia tay. Lan và Điệp giờ cũng đi tu. Chỉ có nhà của tôi sáng sáng uống cà phê, tối tối uống cà phê, gặp nhau cả ngày. Trời ơi, còn vỗ tay chọc ông được ông đường nước làm lên. Nè nè, tôi nói cho ông biết, sẵn ông bước qua nhà tôi bữa nay nha, tôi sẽ cho ông biết thế nào là nhạc có chiều sâu, phải chưa? Đứng yên đó. Làm gì vậy? Đây, chiều sâu gì? Có chuẩn bị đầy đủ hết trơn rồi đó. Ừ. Cái gì vậy? Đứng đó là biết. Hay chưa? Già mà chướng. Cái gì chướng? Đang nói chuyện tự nhiên xách nhạc cụ ra. Sao? Khè thiên hạ. Tôi khè gì? Mắc mớ gì đang nói chuyện rồi xách cái đàn piano ra đây. Trời ơi, cái này mà ông kêu là piano hả ông Chính? Chứ vậy. Mắt ông để đâu vậy Chính? Thấy chưa? Hả? Mới nói một chớp là dính. Sao? Piano là nó nằm đằng kia, người ta ngồi đây nè. À?
ta gõ xuống là piano. À, cái này là violon. Cái này là đời mới nghe. Còn đời cũ là nó có cái cây cà 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 vô đây nữa. Trời ơi, yếu mà ra gió núp trong xó cho đỡ xui. Đúng rồi, núp trong gió. Được rồi, ông cứ đứng yên đó nha, để nghe cái nhạc của tôi có chiều sâu là như thế nào. Nhạc gì vậy? Già móc dữ hả? Ngày nào cũng móc mà. Chà, già mà ngày nào cũng còn sức móc hả? Nè, 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 ông phải nói cho đàng hoàng, ông phải nói là ngày nào tôi cũng móc đàn guitar nha. Ông nói ông ngưng ngang vậy ta hiểu lầm. Ý tôi là ngày nào ông cũng móc guitar, chứ giờ ông già rồi không móc cái gì, không lẽ móc ống cống. Thôi im đi, nghe tôi hát nhạc có chiều sâu nè. Hát đi rồi phân tích cho hiểu nha. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt phố quanh. Nhớ em, anh muốn thét lên. Hát cái nhạc vi phạm pháp luật. Nhạc gì mà vi phạm pháp luật? Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Facebook, người ta lên WeChat, thấy không? Người ta lên điện thoại, người ta nhắn tin cho nhau. Nghĩ sao ban đêm đèn hiu hắt cô quạnh, nhớ em anh thét lên trong đêm dài, cho cô ăn phường ập với bắt lên phường hả? Vi phạm pháp luật. Ông Chính ơi, cái này là tôi chỉ nghĩ thôi, chứ tôi đâu có phải tôi thét lên giữa đêm dài đâu. Nghĩ là đã phạm pháp ở trong suy nghĩ rồi. Ban đêm người ta nhớ nhau, người ta lên Viber nè, WeChat nè, Yahoo nè, Zalo nè. Zalo mà kêu Yahoo. Ta nhắn tin cho nhau, nghĩ sao thét lên trong đêm dài, con phường ập vô bắt lên phường, rồi đóng 300 ngàn tiền ngu. Đóng xong bị chửi nó, ôi, vết bun là gì? Ngu như bò. Vết bun mà ngu như bò. Cái trình độ vết bun là bà hút. Ôi, được rồi, nó con bò là nó hút à? À, ông nói hay quá. Nhớ ông hát cái đoạn này là ông hát sao? Trước khi hát là phải phân tích âm nhạc là gì? Sao? Mình phải hiểu nó. Mình phải hiểu nó, mình phải đem cái cảm xúc đó mình truyền vô trong lòng mình, mới truyền cho khán giả được, hiểu không? Cha này chắc chắn bị trĩ. Nói chuyện mà cảm xúc truyền truyền. Ông làm gì vậy? Sao lá tôi? Nói chuyện không có văn hóa. Sao? Mình nói chuyện phải cho có tính thẩm mỹ. Cuộc sống là phải có tính thẩm mỹ xung quanh. Nói cho nó nhẹ nhàng, ví dụ cũng một câu nói mà mình nói cái nó tinh tế liền. Cha này hình như chả dư cục thịt. Tinh tế liền. Tinh tế con khỉ. Ông nói nghe còn gớm hơn tôi. Ông ơi, lao. Bà nghĩ gì mà bà cười ha hả vậy bà nội? Ôi, ông đừng có nói nhiều đi ông. Con người tôi nói nhiều thịt, thấy không? Móc. Hát là phải hiểu âm nhạc trước, hiểu cái không gian và thời gian xảy ra cuộc tình đó. Hiểu rồi. Nha. Rồi. Móc. Gì vậy? Tôi chuẩn bị hát mà bắt khịa sao mà hát? Sao? Cái gì? Bà khinh bỉ, chuẩn bị hát. Hàng xóm mong thiệt, kỳ quá. Thần móc. Lắm đó nha. Móc. Thần lắm đó, đừng giỡn. Biết rồi. Móc đi, tôi bắt chấp hết. Rồi. Đêm là nó phải rùng rợn. Biết rồi. Hát phải hiểu. Hiểu, hiểu. Hát phải hiểu. Đèn hiu hắt cô hồn. Cái gì vậy? Quạnh. Nhớ em.
bậy rồi. Bậy gì? Lớn rồi, trưởng thành hết rồi. Sao? Chơi cú quăng bom rồi chui xuống hầm vậy. Vô duyên. Mới nghe, tôi mới nghe tiếng bom. Thôi đừng có sợ ông ơi, tôi thấy ông thấy ghét của tôi vuốt xịt đờn. Cây đờn nó keo quá hả? Hả? Chà, cây đờn 2D ha. 2D gì? Vừa có âm thanh vừa có mùi. Ghê. Ngày mai qua nhà cho mượn cây đờn 3D. Là gì? Vừa có âm thanh, vừa có mùi, vừa có hiện vật. Vô gì? Hát thì giỡn hoài. Móc. Ừ. Màn đêm đã buông dần, đèn hiu hắt. Cô anh nhớ em, nhớ em. Anh thút thít. Cái gì mà thút thít trong này đó cha nội? Nó đang tình cảm nó thút thít là sao? Thì ban đêm nhớ nhau thút thít chứ không lẽ thét là công an phường ập vô sao? Ôi ơi, thét nhẹ rồi nó vẫn sửa lời. Bỏ bỏ đi, bỏ cái loại này đi. Bây giờ tôi chuyển qua cái loại khác, nghe nhàng tình cảm mà không thiếu phần này. Nhạc rumba tử tình. Ba má gì cũng chơi hết. Thôi em hãy đi về, vĩnh biệt kể từ đây. Thôi nín đi. Sao? Nín nghỉ. Sao ông nghỉ hoài vậy? Hát nhạc mà nó không phù hợp với thực tế. Sao không thực tế? Âm nhạc là nó phải gắn liền với đời sống của loài người. Ông hát nhạc loài gì đâu mà. Là gì? Sao? Thời buổi bây giờ, hết yêu nhau. À. Ok, là phải nói như thế này. Em còn yêu anh không? Hết với anh. Anh còn yêu em không? Hết rồi em. Ok, em về đi. Anh không đòi quà. Xong. Trời đất ơi. Làm như cái chuyện mà thôi em hãy đi quê, quýnh biệt kề từ đây. Hát xong mày đó là con nhỏ về tới Hà Nội rồi. Thôi được rồi. Ông muốn cái loại mà hát thì có thực tế thấy liền đúng không? Thực tế. Có liền. Em sẽ đi thư tình tôi đã viết. Em sẽ đi những gì anh đã trao. Em sẽ đi bôi xóa đi một đoạn tình, xô ngã đi một đoạn đời mình đã lỡ trao nhau. Em sẽ đi cái quần anh sẽ rách. Em không sẽ đâu cái quần vẫn còn nguyên. Em sẽ đi sẽ thấy quần ở trong nó xanh lè. Cái gì vậy? Trời đất ơi, cái bài người ta đang tình cảm nhẹ nhàng. Ông đưa ba cái áo quần ông vô làm cái gì vậy? Ông chứ hả? Ông giỡn hả? Không có tình yêu nào mà giả mang rợ gì hết. Sao? Làm cho có yêu nhau mà khiến nhau nghèo nàn vậy? Sao? Em xé đi, em xé đi mà đưa nó xé hoài. Nó xé một lần là ồ bye bye anh về với mẹ anh liền. Tàn nhẫn trong tình cảm. Nè, tôi nói thiệt với anh nha. Nè, hồi nãy giờ anh bước vào nhà tôi không hát cái bài nào mà cho đàng hoàng tử tế. Muốn đàng hoàng hả? Nè, mà tôi nói thiệt, ngồi ở không rồi ngồi nhậu cải biên những cái lời hát như anh đó, nó ảnh hưởng cả một cái thế hệ trẻ sau này. Ảnh hưởng gì? Con bà Tám. Bà Tám sao? Hôm qua tôi nghe nhà bà chơi nó ra nó nói tôi: bác ơi, hôm bữa bác chính lùng bác chỉ cùng một bài hát nhạc thiếu nhi ngộ lắm. Cái bài hát nó nói về con chim mà nó có dính chút người lớn. Tôi nghe tôi nghe tôi nói, ủa cái bài gì kỳ vậy con? Ông nghe nó hát nè. Có con chim danh khuyên, đừng thích con chim danh khuyên. Cái hẹn hò đi chơi, 3 tháng sau có bầu. Hát cái gì? Ông chỉ đó ra mới hát vậy chứ con nít tao mà biết bài đó. Gì? Vải. Cứng họng rồi phải không? Vải. Vải là gì? Hát cái nhạc gì tào lao vậy? Hello. Chim rồi 3 tháng có bầu. Hát là phải hiểu nhạc, phải âm nhạc là phải đi đôi với thực tế cuộc sống đang xảy ra.
Sao? Móc. Có con chim vằn khuyên mập, dáng trông thật du côn quá, mặt thẹo đầu đinh, đánh chết cha xóm làng. Chim đập bát chào mau bầm tím, chim đập cô trơn ca bầm đen, chim đập chị sao nâu bầm dập. Có con chim mình khuyên mập, dáng trông thật vũ côn quá, mập mập dê dê giống như ông chỉ tài. Rồi cái gì? Ông đang nói tập mấy tập mặt. Nè nè nè, ông chỉ tài ông về nào ông nội. Hả? Hả? Đừng hỏi, tiếng vỗ tay để nói lên tất cả. Không. Kìa, có người chỉ kìa. Đây, hãy cho thưởng thức bằng chứng. Người đàn ông không bao giờ dê. Đây, một dùi. Không bao giờ dê, tội, dễ thương. Ăn không được, ngủ không được. Mỗi lần gặp là than, không dài sao anh ăn không được, ngủ không được. Vậy em chung qua anh mấy giờ mới dậy? 9 giờ sáng. Ngủ thì mấy giờ? 6 giờ sáng hả? Không, 9 giờ tối hôm trước. Ăn được, ngủ được. Nè, gặp gái là nhai luôn xương hả? Thôi cha, nó bậy bạ luôn. Nè, sao tại sao ông qua nhà tôi hồi nãy giờ ông không hát bài nào đàng hoàng nghiêm chính? Hát bài nào đàng hoàng tử tế tôi nghe đi. Sao hồi nãy giờ không yêu cầu? Rồi, yêu cầu. Hát theo yêu cầu người hâm mộ. Rồi. Đừng có hâm dọa là nghỉ hát. Rồi, 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 rồi. Tôi hát bài này mà Đàm Vĩnh Hưng còn kêu bằng ông nội mà. Rồi, bài gì? Xì lôi dốc móc. Rồi. Anh nói sẽ đưa em đi hết đoạn đường, mà sao không đưa được lại nhờ xe ôm. Cái gì vậy cha? Đưa có câu đầu đàng hoàng, có sao tàu lao. Như xe ôm là gì chống? Hay đưa không được là nhờ người khác đưa 50k chứ mấy. Thôi, hát đàng hoàng giùm tôi với anh Chính nha. Hát đàng hoàng là phải hạch hát quê hương chữ tình. À. Bị sao? Bị nhạc quê hương chữ tình là cái nhạc nó đi vào lòng người rồi, nó vô trong máu rồi. Đúng. Đâu phải ai cũng hát được. À. Hát là phải hiểu hai chữ quê hương. À. Quê hương là gì? Là cái gì? Quê hương là chùm khế ngọt. À. Trên đọt có trái khế chua. À. Bắt đầu tào lao rồi đó. Hay đúng không? Cái cây khế nào cũng có trái chua trái ngọt, cái ngọt 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 có lâu lọt chọt mấy trái chua. À. Thôi được rồi, thôi thôi thôi, khỏi khỏi giải thích, khỏi nói nữa. Hát hát hát. Móc. Nữa. Đang diễn tả cảm xúc một người đi xa quê hương về thấy quê hương thay đổi. Ồ, sao thay đổi quá vậy? Ồ, được rồi, tôi quên. Tôi hiểu lầm rồi, rồi ta làm lại đi. Làm tuột cảm xúc. Rồi, lại. Móc again. Có những tháng ngày anh đã lạc mất em trong cuộc đời, có những dĩ vãng đã đưa ta về những miền xa xôi ngày đó. Anh biết bây giờ anh không đến được với em, không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em, mà bởi vì nhà anh nước ngập. Thì đang mùi mắng đưa nước ngập phải làm gì ông nội? Nhà đầm sen chiều cường lên ngập đi lắm. Bỏ đi. Anh không đến được với em,
Không phải vì anh không yêu em, không phải vì anh không nhớ em. Rất tiếc xe của anh đã bị công an giam. Cái gì thay đổi? Anh không đến được với em. Không phải vì anh không nhớ em, không phải vì anh không yêu em, mà bởi vì đó là định mệnh. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về một năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ buồn. Mười năm đợi chờ, phải không em? Mười năm hẹn hò, chiều trong tim. Ta sẽ bên nhau, ta dắt nhau đi về chốn thiên đường. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Bóng chiều ngã trên lưng đồi có non. Và đây là dòng sóng xanh tim bim bên ly nương dâu ngả nghiêng hàng dừa. Và đây là dòng sóng xanh tim bim. Ta sẽ yêu nhau, ta sẽ bên nhau như ngày âu thơ. Hay. Công nhận anh hát cái này rất hay. Biết kết hợp đông tây rồi hòa hợp tôi thích. Nhất là có đàn chó là như ngày âu thơ hốt bạc. Đấy. Hay. 3 tháng trời. Nhìn đơn giản như 3 tháng trời. Dữ vậy. Hồi xưa đó, trước 3 tháng á là cứ như ngày ấu thơ là hốt hạt cái đùi không. À. Hồi xưa là cứ Thủ Đức, Bình Thạnh, Thủ Đức, Bình Thạnh, 3 tháng sau vô tới Sở Thú luôn. Có đợt vô bệnh viện luôn. Sao vậy? Hốt lố tai. Vô bác sĩ chửi quá trời. Sao? Trời ơi, cái gì bầm tím vậy? 3 tháng điều trị bác sĩ vô phòng chửi lần nữa. Đi về đi. Hỏi sao vậy bác sĩ? Nó đã chuyển sang màu hạt vàng. Ông hiểu không? Ông gì? Có không? Nè, hát cái loại này hay nè. Còn mấy cái bài mà mỗi ngày ông hát vọng vọng ở nhà tôi, mấy cái bài gì đó, cái nhạc gì hip hop gì đó, tôi không ưa. Đó là nhạc Lề Đường. Đường phố. Rồi có chữ đường là được rồi. Ừ. Lề Đường. Hip hop là quan trọng lần. Cái nhìn mấy đứa hip hop mình phân tích. Nhìn mình phân tích, hip hop là không bao giờ đứng im hát. Nãy giờ mình đứng im mình hát đúng không? Đúng rồi. Hip hop lúc nào cũng phải nhảy, nhoi nhoi vậy. Đi hip hop nó nhoi dữ lắm. Sao vậy? Mà cha. Có lý do hết á, cha. Là nó nhảy giống như con kiến chui đâu đó. Mà khi con kiến mà chui vô là nó phải nhảy dữ. Nhảy. Con kiến sợ quá hoảng loạn chạy, gặp con kiến chúa sợ quá chạy ra. Thầu lao. Nhìn nè, nhìn mấy đứa hip hop á. Sao? Đứa nào hát nhạc hip hop mà nhảy vậy à. Là con kiến hôi chui vô. Ồ. Bị con kiến hôi chui vô nó không có cắn à. Nó hôi thôi. Nó chui vô gặp kiến chú hôi quá nó sợ nó chui ra. Thấy không? Còn thấy thằng nào nhảy vậy? Là sao? Là con kiến lửa chui vô. Đặc biệt thấy thằng nào hip hop mà đứng im hát. Là cái gì? Con bò cạp chui vô. Biển bò cạp chui vô mà mình nhoi là nó múc con kiến chúa liền. Thấy không? Nhiều vấn đề lắm. Ông kể dài, dám đi học hip hop đâu rồi. Nhiều vấn đề lắm. Ôi, đừng giỡn rồi. Đây nè, bây giờ đó, ông hát một cái bài nhạc hip hop đi, rồi tôi phân tích cái hay cái dở chỗ nào cho ông nghe. Dạ. Hip hop là nó phải có... nó phải có giống như là cái không hiểu cái tiếng cái nghĩa gì mà ngọt thọt gì đó. Rồi tôi thử làm ha. Vô bắt đầu vô. Bà nội cha nhà nước ngập đây gặp mưa phùn nữa. Mưa phùn gì? Phùn như rồng phùn mưa vậy cha. Thì ông muốn cái tiếng đó là phải vậy chứ sao ông nội? Ém lời. À ém. Gì mới có giới hạn chứ. Đó, vô. Nhanh lên, kịch tính, âm nhạc là phải có kịch tính. Ông khùng không nội. Ai biết đâu thấy táp quá để cho táp. Bà nội cha nghệ sĩ mà táp như cá là hang táp thịt bò chứ. Táp.
hên hên quăng cục ra muốn cho phạt hả gì vậy, dính cục ra muốn hên không heo thì tôi lại làm hoài ta táp nó té nhị hiểu không, phạt phạt rồi vô táp táp đá. Em đi với anh thì cả thế giới này thuộc về em. Em muốn gì thì anh cũng có, em muốn cái gì anh cho cái đó. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ cho phi cơ tới rước. Em muốn gặp Trần Quán Hy, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Cái gì ông nội? Cái gì Minh Nhí cho mày đó? Hả? Chứ ông kia ông ở xa quá. Ông Minh Nhí tôi quen, ông ở đây nè. Không ơi, nãy giờ tôi nói thiệt, tôi đờn cho anh hát thiệt tình. Tôi hát cho anh nghe cũng thiệt tình, mà ông hát cho tôi cũng không có thiệt tình. Đứng một chỗ hát mà ra nhạc hip hop, mỗi ngày tôi dán cửa sổ tôi nhìn, tôi thấy ông nhâu như con dầu chứ ông không có đứng yên vậy đâu nha. Ông nhảy nhảy cái gì mà ông nhào lộn dữ dội lắm, cái đó kêu bằng cái gì? Ke. Ke hả? Ke. Đâu ông ke đi. Vậy tôi mới chịu nha. Mập. Táp. Dạ nội. Thấy táp tươi mới để cho táp. Thôi đừng có giỡn. Vô. Quá rồi. Tôi chưa té mà u da hàng gì xui té luôn nào. Hả? Đỡ lên cho. Đỡ. Ai? Đây, cái gì? Sao? Sao? Đang đạp con kiến chúa. Con kiến. Đứng dậy lên mình đi. Sao mấy ký không đạp? Đạp ngay chỗ có hai lạng mấy. Đi không nổi luôn á. Tôi chừa ông. Giỡn hoài. Nè nè. Có đau lắm không? Không sao đâu. Bữa sau xài dép lào cho nó láng ở dưới nha. Xài dép có gân luôn kìa. Nè bữa nay anh qua nhà tôi. Tôi cũng hiểu anh, anh cũng hiểu tôi rồi. Mình hết giận nhau gây lộn rồi phải không? Nhà tôi với anh hát một bài giao hữu được không? Bài thì ai anh cũng biết mà. Bài này mình có táp không? Hát, mình có táp. Hát bài kiến chúa đi. Thôi bỏ đi. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương. Gì vậy? Gì vậy? À, không có bầu mắc ói quá. Và con tim sao nè? Rất trung tình. Vô nè. Bây giờ đó. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em đồng say suốt đời. Anh number one, đẹp trai dễ thương và con tim rất trung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi, đừng ngại chi em ơi. Yêu anh nhé. Người anh yêu ơi, em có nghe trong tim. Bao tiếng yêu vang lên. Dành cho em đó. Dành cho em đó. Người anh yêu ơi. Bao tiếng đi xa xôi. Không biết đâu anh ơi. I love you. Oh, oh, oh.
I love you. I love you. Đá banh cho bà phá làng phá xóm cho bà biết ồn lắm hay không, không có bán buôn được cái gì trơn với cái đám người mày, nghe chưa, nguyên cái đám ồn hả, tụi mày tới giờ lính là tụi mày hiện hồn ra, tụi mày phá nhà phá cửa nhà của ta ha, cái thằng này nghe chưa ha, mày bận áo vàng mày bận quần xanh mà chơi thêm cái đồng hồ màu trắng nữa, mày ăn bận cô giống ai không, đeo cho truyền hình chữ đờ hả mày, chữ đờ là gì, là điên ha, mày điên hay sao mà ngày nào mày cũng ra đây mà đá banh hết trơn vậy hả, qua cái thằng này nữa ha, cái thằng này nhỏ xíu một xíu mà ha, mày là đứt quỷ hả mày, mày mới ba lớp mày thành quỷ hả mày, mày nhỏ nhất mà cái miệng mày la lớn nhất, mày là ôm sồn nguyên cái xóm này, mày nghĩ sao mày nhỏ vậy, mày đẹp mà đeo nón gai hả mày, mày là trái sầu riêng hả, qua cái thằng quỷ nữa, cái mặt mày xấu nhất, mày đừng có miếu, cái mặt mày miếu như con hà mã mày hiểu không, cái đầu mày nghĩ sao mày trẻ cái làm đôi như cái tép bưởi mà người ta ăn không hết mày hiểu không, mày xấu nhất sớm, mày già nhất sớm ha, cái mặt mày cũ hơn cái sớm này mà mày chơi với con nít không, mày ra mày phá làng mày sớm mày cầm đầu hả mày, còn cái thằng quỷ kia cái áo trắng cho mày, mày nhà giàu sao mày không ở nhà mà đi, mày hưởng mày lạnh đi, mày ra đây mày chơi đá banh làm cái gì hả, thằng áo đỏ này nữa nha ha, mày không được, mày đừng tưởng mày không nói là tao không nói mày nghe mày, mày la lớn nhất cái miệng mày nhỏ nhất mà mày la lớn nhất cái xóm này là mày nghe, con gái trời con nhỏ đây mày dễ sợ, mắt cận không lo ở nhà học bài không lo ca hát, con gái chọn cái môn nào đi theo thùa đi bếp nút đi ha, hay hát dân ca đi, gà đá banh con gái mà đá banh làm sao. Ngày nào cũng đá rồi mày phải đá cái dân nhà đá banh. Ôi tao nói lâu lâu con trai nó tặng cho cái bánh sinh nhật nhìn quý dễ sợ, trời đất cơ nhìn hoành tráng lệ ghê á. Bánh kia mà tao nói nó thơm lẫy lừng luôn á trời. Chuyện đi. Trời ơi cái đám ôn dịch nó la hoài à. Nó không chạy làm như nó chết thôi chứ gì vậy trời. Trời tôi nói thiệt, tôi mà ăn cái này là tôi ghiền luôn á nha. Tôi nói chứ mà ôi nhỏ này đó hay quá. Hay quá. Tôi không có ưa cái con nhỏ con gái. Trời ơi nó đeo mắt kiến mà nó có đá banh nữa thì cái con này nó cũng dễ sợ lắm, nhất là cái thằng mày đầu trẻ cái làm đôi á, tao ghét nó ghê luôn á thiệt á. Tao không có nghe mày la nữa nha, mày quay lại là tao chửi đó nha. Mệt ghê à. Ngon rồi nha, thử miếng coi nè. Yeah! Yeah! Cái tiệm của tao một cái, tao thề cái cây chổi lông gà này bao nhiêu cọng lông là tao bứng tụi bay bấy nhiêu cọng lông. Ê chuyện tao nè, chuyện tao nè. Ê đừng đừng.
chúng tôi rồi. Tụi bay ngu quá, đá đâu có kỹ thuật gì hết trơn trời, đá văng vô nhà người ta kìa, rồi mốt rồi ai cho đá nữa. Thiệt bực bị bội tụi bay ghê, đá không biết đá gì hết trơn. Bay nè. Mày biết. Tụi bay đá nó có kỹ thuật gì kỳ vậy? Quỷ này nè, mày kỹ thuật mày suốt vô mặt ổng luôn kìa. Đâu có biết đâu. Trời, nó có đá không biết đá đâu, nghĩ nữa mày. Thôi, đừng có buồn. Mấy anh á, là con trai á, đá mạnh bạo lắm. Tặng như em nè, đá nhẹ thôi. Hả? Có thế chứ. Trời ơi, tao nó tan được cái đám giặc, tao nó im phăng phát nguyên sớm hai chữ bình an. Ba má tụi mày đẻ tụi mày ra chắc cũng cực khổ tụi mày lắm. Nguyên một tháng không bán buôn được cái gì trơn là vì cái đám vậy đó. Ha. Mai lại đã chuẩn bị cái này. Khách hàng là ông cố nội. À. À, khách vô nha, dông đi nha, xuôi đi hên về nha. Nè. Ý, quên, tao còn cái này nữa. Quên. Ôi, trời ơi, không có cái này làm có được. Máng đây luôn. Chết cha, không được ta. Tự nhiên giờ mình treo nguyên một mớ banh này không bán cho nó gì sao trời. Không được. Treo cái này mới hợp lý nè. Vẫn bán banh nhưng không bán cho cái đám giặc sớm này. Trời ơi, tao nói cái đám giặc nó tan đi, tao nói quyên cái sớm. Trời ơi, thiệt là thanh bình vậy đó. Banh đâu mày đá? Banh đâu mày đá? Tao cắt rồi mà banh đâu mày đá? Dạ, có mua sổng trên. Mày mua sổng trên này sao mày không mua banh của tao? Tao có bán banh này sao mày không mua banh của tao? Thầy đó. Thì không bán thì chết đi. Mà đừng vô nhà tao nghe, banh vô nhà tao có chuyện à. Ờ, thôi vậy chơi đi. Lần này là tụi nó hết tiền mua banh thật rồi. Ta đã bình yên thật rồi. Trời sao mày lì dữ vậy trời. Đúng là ý trời. Mày chết.
đồ nhanh hơn tao hả? Có nhanh hơn tao được không? Hả? Bây giờ mày có ai nhanh hơn ai? Sao? Tụi mày sợ tao chưa? Sợ rồi hả? Hả? Ủa? Sao chóng mặt quá vậy? Hả? Sao nhiều máu quá vậy? À, mua cái gì? Trời ơi tụi mày tới đây tụi mày ám tao nữa chi vậy trời? Chúng con xin lỗi. Dạ tụi con muốn tới đây xin lỗi ông. Mày xấu xở mày phá tao không à? Mày qua cái giò tao nè. Trời đất ơi, ơi ơi, mày nhìn đi, có cái giò nào mà bây giờ nó kinh dị như cái giò của tao không? Tụi con đâu có muốn đâu. Thôi ơi, mua đồ không mua đồ cho tao phá làng phá xóm không? Mày đừng có xạo nghe. Ê ba, trước khi xin lỗi hát tao nghe một bài đi. Tao thấy vui tao tha. À, con hát. Đứng đây nè, mày đứng đây. Rồi ca lớn lên. Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay, sắc cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi coi. Hay quá, ngày hát hay nè. Ngày nó ốm nhổm nhách mã hơi nó dài nè. Dạ. Đó, công nhận xương sườn mà hát vậy là được á. Còn con nữa. À, nhỏ này có cái răng thỏ nè. Đao ca cho ông nghe bản gì? Dạ, ông ở Cà Mau. Tra thử coi, 2, 3. Mai mốt Cà Mau em lớn, tuy út mà sữa soạn đẹp hơn. Cà Mau mặc thêm áo mới, về Cà là thấy thương con rồi. Trời nó thả cái chữ sồi nó ngọt như mía lùi tao muốn. Hay quá. Trời ơi nhỏ này chắc con ca hay giống như con Phương Mỹ Chi vậy bay. Thấy Phương Mỹ Chi không? Dạ không. Chứ mày tên gì? Con tên Phương Mỹ Chị. Hả? Phương Mỹ Chị là cái gì? Là chị của Phương Mỹ Chi. Trời ơi mày cũng quá trời rồi ha. Nó này hay của ta mới về lớn mà chả treo. Nó con hát. Cảm ơn, tao cảm ơn mày luôn. Không, tao hát được. Tao cảm ơn mày luôn, mày thấy ghê lắm. Tao sợ mày nhất không, sớm á. Con hát được mà, con không phải con hát nhạc Việt đâu. Mày hát đàng hoàng nha. Dạ. Con hát nhạc nước ngoài luôn. Hát nhạc Thái Lan, dạo này con mê phong cách Thái Lan á. Trời đất ơi, thấy ghê vậy. Dạ. Tao mày ca thử tao nghe coi. Hát nhạc Thái Lan nha. Hát đi. Chính con lấp đăng sẽ năng lão trai thật khắc tọt phạt với tập phi. Tao giả dùng mặt mày nghe. Mày ca gì cho tao hiểu nghe. Tại con coi phim con thấy trên phim nó ca vậy. Ca gì cho ông hiểu đi. Chuyện ca nhạc tiếng Việt nha. Dịch cho tiếng Việt đi. Con cũng mê dân ca lắm, con hát dân ca. Đó, ông thích dân ca. Dạ. Ừ. Tê em hương đông đi cài bơ. Má em hương đông giả đi cài. Giả dùng mặt mày nghe. Ê, mày hát mày hay mày chửi tao mày. Tại con hát dân mày ca hát tao mà. Cái chữ má em mày tự nhiên mày nhấn gì giống như mày chửi vô trong mặt tao vậy đó. Thôi khỏi, dẹp. Bây giờ có mua đồ không? Dạ có. Tụi con muốn mua lắm á mà. Không có xạo nha. Ông coi bản nè. Thôi, tụi không xạo, không bán tụi bay đâu. Tụi bay giả bộ, bây giờ mày xạo mình kiếm chuyện tao thôi. Không bán. Nè. Thì lỡ giết rồi thì bán. Có tiền phải không? Có. Rồi mua đi. Rồi con mua nè. Con mua. Rồi. Trời ơi, cái tật ồn không chừ à, xếp hàng một đi. Xếp hàng, ai chứ? Đó, đang quan đứng một hàng một, thắng. Vậy đi, từng đứa nào đứa đấy nó mua. Rồi, con mua cái gì? Dạ, không có tiền. Trời ơi, em có tiền đi về không? Mày đứng sau lưng cho nè. Tiền thì đi xuống đi. Trời ơi, không có tiền mà đứng đầu á, nó dẫn đầu luôn á trời. Đứng sau lưng tao nè. Ông. Có bán gì 500 đồng không? Ủa đừng có nói với ông là con có đúng 500 nha. Dạ có 500 à. Đứng sau lưng kia đi. Mày xạo. Mày lớn hơn nó mà mày cũng không vui ông trời. Ông lấy cho con quá mì Hảo Hảo. Mà mì Hảo Hảo để hơi cao. Bữa nay ông bị bó cái giò, ông leo lên hơi khó khăn. Mấy lấy mì khác được không? Con mê mì Hảo Hảo. Giờ không có Hảo Hảo thì sao? Không có Hảo Hảo không về.
Trời ơi, từ từ đi anh hai. Lùng mà la lớn quá à. Từ từ hảo hảo. Khách hàng làm câu nội. Khổ ghê thiệt tình. Trời ơi, nó đài tôi không à. Đó. Thật khổ gì đó. Không có đổi thằng An. Tao lấy đâu đúng hảo hảo, không có đổi thằng An. Đứng sau lưng lát tao tính tiền lần. Dạ, cảm ơn ông. Rồi xong rồi tới người khác mày đứng. Tới con mua không? Rồi tới con mua nè, con mua cái gì? Dạ, cho con một gói mì hảo hảo. Sao vậy ông? Sao hồi nãy tao leo lên mày không nói mày lấy mì hảo hảo. Tao lấy luôn một lần. Bây giờ tao leo lên, tao leo xuống rồi mày mới nói. Tao nói là xếp hàng từng người một mà. Không phải lỗi của con đâu. Đúng rồi, nhỏ nó nói ông đúng rồi, nó chỉnh ông là đúng luôn á. Tao xin lỗi, mì hảo hảo hả con? Dạ. Đừng có thay đổi nữa nha. Dạ. Để ông leo lại. Trời ơi. Em hay ghê luôn. Khoan. Dạ. Nhỏ cái con bên mày có lấy giống nó không? Dạ không, bữa nay con ăn chay. Ăn chay phải không? Dạ. Mày nói nha, mày lấy giống tao là tao cắn lưỡi liền á. Dạ. Mệt ghê hả? Đó. Tao gấp cái gì vậy? Ê. Rồi. Nè. Mày hảo hảo, ra làm sao? Rồi, nhỏ này ăn chay, mua gì con? Dạ, bán con gói mì hảo hảo chay. Ủa ông có bán không? Sao vậy ông? Mày bán tao leo thêm lần nữa hả? Mày ăn cái gì? Dạ, con không giống mấy đứa này đâu. Con mua hai gói mỗi gói một thứ. Rồi con thử ăn, tụi mày đi ăn cho. Rồi đây phải.